Tao mệt mỏi quá mày ạ. Sao đấy? Việc làm thêm mới không thích à? Công việc ấy cũng phù hợp với tao, nhưng căn bản là vất vả lắm. Thế sao mày không xin nghỉ đi? Dầu dĩ mãi, tao nghe còn mệt hơn mày ấy. Tao cũng tính nghỉ, nhưng tao sợ chỗ ấy lại mất đi một nhân tài. Mày làm ở bộ phận nào mà quan trọng đấy? Tao rửa bát, khách ăn xong thì gạt thức ăn vào thùng sơn cho lợn, còn bát đem đi rửa. Được cái bà chủ bao ăn tận 3 bữa, cuối tháng mới có tiền công. Thế mày thì thế nào? Tao tưởng chỗ mày lương thấp lắm, mày không định nghỉ à? Tao cố gắng gượng đến bây giờ, vì hôm nào cũng có anh Sáu Múi đến. Có hôm nhá, tao giả vờ ngã, xong tao làm đổ nước mắm lên người anh ý, xong rồi tao lại giả vờ lau. Eo ơi, Múi cứ cuồn cuộn ấy, thích lắm. Nguyệt, còn quán mì tôm nào không? Đưa cho tao đi. Thế mày ra hỏi vay hay là mày sang cướp? Thì cho tao vay một gói mì tôm. Tao tưởng hôm qua mày về xin tiền ăn tháng này cơ mà. Thì tao xin rồi, nhưng mà hôm qua tao thấy cái váy đẹp quá, tao sợ người khác mặc vào làm xấu hết cả cái dáng của nó, nên là tao mới miễn cưỡng mua đấy. Đúng là các cụ bảo cấm có sai, bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư. Váy có mài ra ăn được không? Ít ra thì mày cũng phải để lại 90.000 mà mua thùng mì mà ăn chứ. Thì lỡ rồi, biết làm thế nào? Mày lớn rồi thì làm gì cũng phải biết nghĩ chứ. Người ta chết vì đói chứ người ta không chết vì không có váy mặc. Hết mì tôm rồi, tạm mì gạo đây. Cho thì nói ít thôi, cho mà nói nhiều như thế, tao ăn cũng chẳng ngon, chả thèm. Lại sĩ diện. Này nhá, tự án hại dạ dày đấy. Tự nhiên mày nói thế, nó thì đã hay dỗi, mì còn mấy ngày nữa hết hạn, nó không ăn hộ, tao lại phải bỏ đi. Tao có ý này, hay là tao với mày mời mọi người ăn liên hoan đầu tháng, bọn mình vừa có tiếng là thảo ăn, biết đâu lại còn được mọi người đẻ hơn đấy chứ. Hay, mày đúng là con bạn chí cốt, 150 có một đứa như mày. Xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người. Từ ngày hai bọn tớ chuyển đến đây ấy, cũng chưa đãi các cậu ăn được một bữa nào nhở? Thì thực ra ở quê ấy, thì mình cũng là một người được cưng chiều, thế nên là nhà cũng có bác giúp việc, nên là về cái vấn đề nội trợ thì mình cũng rất là kém. Nhưng mà hôm nay bọn tớ đã đích thân để xuống bếp để nấu ăn mời mọi người ạ. Mọi người chờ mình một xíu nhá. Này, nghe như mùi tôm hấp nhỉ. Nó ở Bắc Giang, ở trên rừng, khéo lại cho ăn chim sa cái rẫy. Này, thấy bảo nhà giàu lắm, biết đâu ấy, bảo ngư vi cá mập đấy. Cho mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây xin mời mọi người ăn món dâu rồng vượt đại dương. Này, cái này quê tao gọi là bánh đa đấy. Thế quê chúng mày thế nào? Quê tao gọi đây là mì gạo. Đâu, bảo ngư vị có mập mà. Tôm hết. Tôi phải chim muông cá dẫy. Dâu dòng để ăn đi, trường sinh bất lão. Thôi chị về trước. Cả tháng nay tao ăn mì cũng ngấy tận cổ rồi. Thôi tao xin phép về trước. Cậu, tôi chúng mày ăn đi. Hai đứa mày ăn đi. Tao về đây. Này, mày quên à? Tao với mày có hẹn đi ăn sinh nhật. Đi, đi, đi. Ok ạ, ăn cùng tao đi, không may hết hạn rồi. Mày ơi, đã no quá rồi. Không có là ăn không khí còn dài.